quý vị, Israel bắn chết hai người biểu tình Palestine trên dải Gaza. Quân đội Israel vào ngày thứ Bảy 18 tháng 8 đã nổ súng bắn chết hai người Palestine, đồng thời làm bị thương nhiều người khác khi những người này đã tham gia vào cuộc biểu tình trên đường biên giới Gaza trong bối cảnh chính quyền Ai Cập đang nỗ lực làm trung gian hòa giải để các bên ngồi vào bàn thương thuyết. Sau hơn 4 tháng chìm đắm trong bất ổn, Israel vào tuần này đã giảm bớt các cuộc đàn áp của họ trên dải Gaza, đồng thời nới lỏng lệnh cấm vận. Khoảng 20.000 người đã tham gia biểu tình chống Israel trên dải Gaza trong suốt hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy ở cách dải hàng rào biên giới khoảng vài trăm mét, sau đó châm lửa thiêu cháy nhiều vỏ xe. Nhằm để đáp trả, quân đội Israel đã nổ súng về phía đám đông khiến cho hai người thiệt mạng và 270 người khác bị thương tích. Kể từ khi bắt đầu vào ngày 30 tháng 3, phong trào biểu tình trên dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của gần 170 người Palestine. Trong một diễn biến khác cùng ngày, phía Israel cho biết họ đã bắn chết một kẻ tấn công bằng dao người Palestine gần đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem.